cái gì vậy cha? Bắn dở. Giống như hôm nay là một ngày mới. Chơi gì đó. Dạ. Ở đây là một cái động đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ quay thao tác tay từng tuyển thủ chuyên nghiệp. Đây là thao tác tay của Cool. Wow, chơi, có chơi bằng mấy ngón? Một ngón. Chơi bằng một ngón thôi hả? Ừ. Hai ngón. Một ngón. Rồi, chạy đi. Thế sao chọc ngón kia vô làm gì vậy? Ui. Gắt. Ui. Kinh chưa các bạn? Đồ quá, em mấy anh ơi. Ủa sao bình máu lại để ở giữa? Ừ, em quen rồi. Why? Tại sao để bình máu ở giữa? Quen rồi, em còn để cái bông keo ở giữa mà. Vậy luôn. Có đồng pháp cũng được không được? Why? Hơi khó chịu một xíu. Có được thì MP40 cho mình. Thao tác tay rất là nhanh nha các bạn. Chậm gì thôi nè. Ở dưới kia thấy được địch. Gục rồi. Gục. Xấy rất gắt. Nhưng không mất được bao nhiêu máu. 500 vậy còn đứng có cây rồi toàn. Bắn cực kỳ ghê. Thanh niên bên kia đấm nhưng mà không được. Lắc thôi. Thôi. Mình cao quá. Thao tác tay rất là nhanh nha các bạn. Khoảng bằng 1/10 của mình nha các bạn. Ăn dữ ta. Trời, binh 800 lúc cái gì? 652, 808, 958. Mặc dù binh rất là cao nhưng mà đội tuyển đang... Cực kỳ gắt. Đi vô. Chưa thấy thằng này phải đánh kia. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đến xem thao tác tay của bố già. Qua đây luôn. Chơi bằng mấy ngón bố dạc? Hai ngón rưỡi hả? Hai ngón rưỡi là như thế nào? Ngón này để trên chân để mình nhảy. Mình lướt lên hả? Nhảy luôn. Để nhảy. Như vậy là một ngón là để nhảy đúng không? Cực kỳ nguy hiểm. Một ngón là để nhảy nha các bạn. Một ngón là để bắn. Thao tác rất là nhanh. Thao tác của bố già rất là nhanh. Lên sớm giờ. Còn tính là được cái server bên đây nó ít đồ thôi. Ít đồ. Nó tỷ lệ rơi một khổng á, ít lắm. Đi quay mấy cái không hay không rồi. Tao đi quay tụi mày. Cho thấy bông keo nằm đâu? Bông keo ở đây nhưng mà chưa có. Bông keo nằm ở dưới hả? Ngay đây nè. Nhưng mà tại không có trái nào. Đồ quá mày lấy xe đi. Mày có chiến thì mày cũng mày sao lấy xe mày đấy không? Nè nha, ơi, nói chuyện để năng nhau xíu nha. Nè, đây là sau phép tay của mình anh em à, bắn về vô đầu không anh em à? Ừ. Bắn vô đầu không à? Bông keo làm đầu. Đây anh. Ok. Được không? Điều luyện. Ok, điều luyện. Mà không có định nơi, phải có định mới thể hiện được. Tay này mà móc cua, móc lớp là ok lắm luôn á. Bên đây mọi người à, mình không cần chơi súng tiểu liên đâu mọi người. Chơi bắn súng trường là chết, bắn vào đầu không à. Ok. Súng này bên đây bị lỗi anh, bắn vào đầu không à, bắn vào người. Hay lắm em. Bây giờ không có địch nè, bây giờ nếu mà có địch em sẽ bắn vào đầu cho anh xem. Ok. Địch nó bắn đầu em. Đâu, bắn cái đầu địch mà. Ai, không có xem đâu nha. Bên đây bên là nè, bên cao lắm anh ạ. Đây là thao tác tay của Đoàn Ngọc Phước. Bên cao lắm anh. DNB 400. Bình 400. 300. 500. 600. Okay. 700. Thao tác 800. Đi em. Nó cũng vậy anh ạ, tại vì bên đây không có địch, không có địch. iPhone hả? Bên iPhone X hả? Dạ. Ôi. Ủa,
8 à? Ít. À ít. Ủa 8 à? À ít. Ít. Ok. 99 luôn rồi. Hết chạy luôn. Rồi lướt lướt mượt không? Để lướt thử coi. Ui. 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 Mượt như gái 18 nha. Gái 16 anh à. 18 sao 16 ở tù đó. Nói chung là iPhone thì rất là mượt mọi người, nhưng mà Samsung sắp tới mà bán giải thì nó không mượt như vậy được. Ok. Samsung nó có độ trễ. Cô đàng hoàng lại có phước. Ngồi thẳng lên ơi. Thôi. Bỏ cái chân xuống đi. Chân lông không à. Ai ai. Má cảm xúc uống tổn thương rồi. Trời ơi, yếu. Lý do bây giờ mình sẽ qua quay toàn tạ nha các bạn. Câu FF clear. Ui 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 xí ạ. Ui. Bắn bằng nút bắn bên tay trái luôn các bạn kìa. Ui gắt. Là giám sát. Gắt như trái tắt. Nó cú hoài hả? Bắn rất gắt. Chạy lên nhà em ơi. Thay đổi vị trí rất tốt. Mua rồi. Trên nhà. Tôi nó cầm sọt. Em có cầm cái sọt không? Hai giờ Việt Nam đổi luôn chị ta. Thùng xăng, vâng. Anh ta đang nhảy lên bắn. Bắn rất gắt như anh ta bị bắn bên tay trái. Đây là mi nè. Hai ông đậu á. Bình 99 cộng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là đang bình 99. Còn cảm giác của anh ta khi mà bị gục rất đau đớn. Đồng đội thì không thấy. Không thể là làm cái gì cho mình huống này luôn. Đánh đi kìa, nó đứng kìa. Mày điên hả? Điên hả? Cao sao bắn. Tao bắn rồi, tao bắn rồi chứ. Kìa thầy. Bắn gì? Vâng, như vậy là anh Toàn Tạ đã chết vì quả binh 999 cộng. Cay thiệt sự. Trong khi đó đây. Ai ơi. Rồi. Chết mẹ. Từ để quay coi bao nhiêu kiêu. Có được kiêu đâu. Nè. Quá ghê. Đây là anh chàng thao tác tay của anh chàng Mino. Ừ. Mino Moni. Đâu có chẳng có chứ quay ông này nữa trời ơi. Vâng, với quả đầu Mino. Anh ta đang chơi cuốn chơi nào? Game cực kỳ đấy, nguy hiểm. Ai kết bạn mời đi. Con siêu bắn đi, nó lát rồi. Lấy cái ạc bên đây á, bắn. À bên đây nè. À bên đây hả? Bắn không? Đi. Ủa sao có đồ? À bên đây sao có đồ? Đây là đây nè. Ừ hử. Các bạn ấy, okay. Đồ sập quá rồi. Ui có bộ đồ mới. Nhìn cái gì vậy cha? Bắn dở. Giống như con chim mới đâu nhỉ? Sáu phải nồi. Sáu phải nồi. 213 8055. Nhìn chung thì cũng không có gì bên xoài cũng gì là nấu đồ gì chứ. Ok. Chúng ta có thể thấy rằng là thao tác tay của các tuyển thủ rất là nhanh nhẹn. Bằng 1 phần 10 của mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.